Cô chú anh chị ơi, Tấn đang ở một nơi mà gió rất là nhiều luôn, mát mẻ nha. Cái chỗ này cách bến xe An Sương ở thành phố Hồ Chí Minh á là đúng 100 cây số. Ở đây cách thành phố Tây Ninh 11 cây. Cách vòng xoay thị trấn Châu Thành 4 cây rưỡi. Ở đây là ấp Xóm Mới 2, xã Trí Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Đó, cách thành phố Hồ Chí Minh đúng 100 cây nha. Ngay chỗ này là ngã ba. Thì phía bên đây á là có 15 lô đất thổ cư 100% đang cần bán. Là có 5 lô quay mặt về hướng này là hướng Bắc. Bên đường này là có 10 lô là hướng Tây. Thì 10 lô hướng Tây nè là cái đường bự hơn cho nên giá bán cao hơn. 10 lô bên đây á thì giá bán là 300 triệu một lô. Còn 5 lô bên đây thì cái đường nhỏ hơn chút, giá bán là 290 triệu một lô. Diện tích á thì chiều ngang 5m. Còn chiều dài á là từ 30 cho tới 33, nó chênh lệch chút xíu ha. Tổng diện tích là khoảng 150m² trở lên nha. Thổ cư 100% hết luôn. Cái vị trí này kế bên đường nhựa. Đó, xe ben đang chạy ngoài đường nhựa đó. Thì từ đây ra đường nhựa chắc cỡ chừng 100m thôi. Đi ra hướng này cũng đường nhựa luôn. Đây ra đường nhựa chắc khoảng 300m là ngay công ty Hữu Đức Tây Ninh. Bây giờ Tấn sẽ quay kỹ càng và rõ ràng cho cô chú anh chị coi nha. Đường này mình gọi là đường sỏi đỏ đây ha. Đó thì chiều ngang đường khá là rộng, hai chiếc ô tô tránh nhau được. Đi ra chút xíu là đường nhựa. Thì phía bên đây nè là có 10 lô là hướng Tây. Còn phía bên đây là có 5 lô là hướng Bắc. Đó thì cái đường bên đây nhỏ hơn nè. Cho nên là cái giá bán á, nó rẻ hơn 10 triệu nha. 5 lô bên đây thì mỗi lô á, là 290 triệu. Còn 10 lô bên đó mỗi lô là 300 triệu. Nhà hàng xóm phía ngoài có biển báo giao thông rồi đường điện nè. Đó, chiếc xe ben đang chạy ở ngoài đường nhựa ha. Đi ra hướng này cũng đường nhựa luôn. Đây mình đi ra 300m nè. Đó, cô chú anh chị thấy cái công ty rất là bự ngoài đó là công ty Hữu Đức nha. Hữu Đức Tây Ninh. Là công ty làm về bột mì nha cô chú anh chị. Là ngay đầu đường nhựa đó. Ngay phía trước cổng công ty á là cái ngã ba đường nhựa. Một hướng là anh đi vô chỗ xe ben mới chạy đó. Còn một hướng là anh chạy xích đây, cái quẹo vô. Đường nhựa ngoài đó là đường nhựa bự nha. Còn đường nhựa bên đây thì đường nhựa nhỏ hơn. Ở đây anh Tiến có tổng cộng là 15 lô. Cái này á, là mới vừa tách thửa cô chú anh chị. Mới vừa tách lô á, là chưa kịp cắm trụ luôn nha. Chốt Tấn sẽ quay cái bản vẽ tách thửa cho cô chú anh chị coi. Thì theo như cái bản vẽ là ngoài 5 lô của anh Tiến chỗ đây ha, dọc theo cái dải bên đây nè là còn nhiều lô khác nữa của hàng xóm ngay bên cạnh á. Rồi ở phía sau là sẽ có cái đường nội bộ. Là theo như bản vẽ. Nếu mà đúng như bản vẽ thì những cái lô bên đây là hai mặt tiền luôn nha. Ở trước là cái đường hiện trạng nè, ở sau là sẽ chừa đường nội bộ nè. Rồi, bên đây là có 10 lô. Mười lô bên đây là hướng Tây nha. 5 x 33. Tổng diện tích là khoảng 152m², thổ cư 100%. Ở trong đây thì đang trồng mì nha cô chú anh chị. Và chúng ta thấy nền đất nè, đây đất gò nha, cao ráo. Này dọn dẹp mì thì sẽ trống trải nha. Đất rất là gò luôn, khô queo luôn. Nhà cửa hàng xóm bên ngoài. Nếu cô chú anh chị mua cái lô đầu tiên là đằng đó đó, là cách đường nhựa khoảng 50m thôi. Đó, cái lô đầu tiên là nằm tuốt đó rồi nha. Đó, rồi từ đằng đó là có cái bờ ranh. Đó, thì từ cái lô đầu tiên ngoài đó, dọc vô là 10 lô. Đó, rồi nhà cửa hàng xóm bên trong nữa kìa cô chú anh chị. Vị trí Google Maps thì Tấn ghi đường link để trong phần mô tả nha.
cô chú anh chị có thể mua một lô, hai lô, ba lô. Mua ba lô là xây nhà vườn là đẹp rồi. Hoặc là mua nhiều lô, nói chung là tùy cô chú anh chị ha, muốn mua nhiều cũng được. Thì bây giờ là tách thửa là sẽ ra sổ hồng riêng từng lô luôn nha. Đó, mua mỗi lô là có một tờ sổ hồng riêng, đứng tên chính chủ của người mua luôn. Ai đi xích vô thì nhà cửa hàng xóm bên trong nè. Từ ngoài trường cấp 3 Hoàng Văn Thụ cơ sở 2 với lại trường tiểu học Hoàng Ly Kha cơ sở 2 á, đi vô tới đây là có 900 mét thôi. Này, những cái nhà mới xây của hàng xóm bên trong đây ha. Đó, dọc dọc vô thì nhà hàng xóm khá là nhiều luôn. Thì đây là bản vẽ tách thửa của cái khu đất này nha. Ngoài 15 lô đất của anh Tiến á, là còn lại mấy cái lô của hàng xóm nữa. Cho nên chúng ta thấy á, trên cái bản vẽ này rất là nhiều lô luôn. Ngay góc ngã ba ha, là hai mặt đường. Một bên á, là hướng Tây, ghi là đường sỏi đó. Còn một bên là hướng Bắc, ghi là đường đất. Thì chúng ta thấy là những cái lô này á, chiều ngang đều là 5 mét ha. Và chiều dài thì nó có chênh lệch chút xíu. Chiều dài là từ 30 cho tới 33. Đất ONT, tức là đất ở nông thôn, thổ cư á, là hết đất luôn, 100%. Ở phía sau những cái lô đất là có đường nội bộ. Đó, phía sau những cái lô hướng Bắc có đường nội bộ nè. Phía sau những cái lô hướng Tây cũng có chừa đường nội bộ. Thì bây giờ cô chú anh chị mua á, là sẽ ra sổ hồng riêng từng lô nha. Mua một lô thì đứng tên một lô, mua hai lô thì có hai sổ. Đó, cứ mỗi lô một sổ nha. Rồi, cô chú anh chị muốn mua thì liên hệ anh Tiến. Những cái lô hướng Tây đường sỏi á, thì giá bán là 300 triệu. Còn những cái lô hướng Bắc đường đất nè, thì giá bán là 290 triệu. Địa chỉ ở đây là ấp Xóm Mới 2, xã Trí Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Phía bên đây là có vườn cao su nè, bởi vậy rất là mát luôn. Rồi, Tấn đọc số điện thoại của anh Tiến chủ đất để cô chú anh chị liên hệ nha. 0908 869 438. 0908 869 438. 0908 869 438. Gặp anh Tiến chủ đất. Bây giờ Tấn sẽ quay cái hướng từ vòng xoay thị trấn Châu Thành á, đi ngang những cái tiện ích chạy tới đây cho cô chú anh chị coi cái đường đi nha. Bây giờ Tấn quay chỉ đường đi tới những lô đất của anh Tiến kêu bán nha. Ngay phía trước mặt là vòng xoay thị trấn Châu Thành nè cô chú anh chị. Cái hướng mình đang đi á, là từ thành phố Tây Ninh đi lên tới đây là 6 cây. Là tới vòng xoay thị trấn thì chúng ta sẽ quẹo phải. Còn ngay phía trước á, là trung tâm hành chính á, ủy ban huyện nè, văn phòng đăng ký đất đai, rồi siêu thị Cấp Mắt, chợ Câu Xá. Bây giờ chúng ta sẽ quẹo phải vô đường số 15. Từ vòng xoay thị trấn Châu Thành đi tới những lô đất đang cần bán á, là gần 5 cây số nha cô chú anh chị ơi. Bây giờ học sinh cấp 3 tan học ra về nè, rất là đông luôn. Hiện giờ á, chúng ta đi ngang trường cấp 3 Hoàng Văn Thụ cơ sở 1. Chút nữa mình sẽ đi ngang qua trường cấp 3 Hoàng Văn Thụ cơ sở 2 nữa. Đây, bệnh viện huyện nè cô chú anh chị. Đây là trường cấp 3 Hoàng Văn Thụ cơ sở 1. Chút nữa chúng ta sẽ đi ngang qua trường cấp 3 Hoàng Văn Thụ cơ sở 2 luôn. Rồi phía trước mặt thì mình sẽ đi ngang qua công viên, rồi điện lực của huyện Châu Thành luôn nha. Từ vòng xoay chạy tới gần 2 cây số thì chỗ này có ngã tư đèn xanh đèn đỏ nè cô chú anh chị. Bây giờ chúng ta sẽ rẽ trái hướng về Hảo Đức. Còn quẹo phải vô 500 m là sư đoàn 5 của quân khu 7 á.
đi thẳng là ra chợ Tua 2 quốc lộ 22B. Đó, mình sẽ rẽ trái ngay chỗ này. Thì ở đây á là ngã tư tượng đài nha. Có một cái tượng đài, một di tích lịch sử mới xây. Bây giờ mình chạy thẳng vô cái đường này. Hướng này là đi về chợ Tua 2 nè, về ủy ban xã. Quên, cái hướng này là đi về chợ Cầu Gia, chợ Hậu Đức, ủy ban xã Hậu Đức, chợ Cầu Trường. Bên trái là có cây xăng. Thì từ đây mình chạy vô á là sẽ đi ngang qua ban tiên giáo huyện ủy, rồi đi ngang qua trường cấp 3 Hoàng Văn Thụ cơ sở 2, ngang qua trường tiểu học Hoàng Lê Kha cơ sở 2. Từ đây vô khoảng cây số rưỡi thì chúng ta rẽ trái. Ở đây là có một số công ty, nhà xưởng nha cô chú anh chị. Ngay khúc có đèn đường đẹp nè, là cơ quan của huyện với lại trường cấp 3 nè. Quẹo trái ngay chỗ này là quay lại chợ Câu Xá, vòng xoay thị trấn Châu Thành lúc nãy. Đây, ban tiên giáo huyện Châu Thành bên tay phải. Trung tâm giáo dục thường xuyên bên tay phải luôn. Và ngay bên cạnh là trường cấp 3 Hoàng Văn Thụ cơ sở 2. À, nãy giờ cô chú anh chị thấy là chúng ta đi ngang qua hai cơ sở của trường cấp 3 này luôn. Cơ sở 1, cơ sở 2. Còn đây là trường tiểu học Hoàng Lê Kha cơ sở 2 luôn. Thì vừa qua những cái trường học đó, bây giờ chúng ta chuẩn bị rẽ trái nha cô chú anh chị. Đây, ngay đối diện cổng công ty bên tay phải nè. Thì chúng ta sẽ rẽ trái. Công ty này là Hữu Đức Tây Ninh. Đó, còn đi thẳng là lên chợ Cầu Gia, lên ủy ban xã Hậu Đức, chợ Hậu Đức nha. Đó, đường đi vô là đường nhựa, đối diện với công ty Hữu Đức Tây Ninh. Công ty đó là làm về bột mì nha. Ở nhà cửa dân cư đông nè cô chú anh chị ơi. Vị trí Google Maps của Đắc Tấn Kim cái đường link để trong phần mô tả nha. Nếu cô chú anh chị muốn mua đất á thì liên hệ gặp anh Tiến. Còn nếu cô chú anh chị có nhà đất đang cần bán muốn Tấn tới quay thì kết bạn Zalo số điện thoại góc trên màn hình nha. Ở Tây Ninh thì cái phí quay là 1 triệu một clip nha cô chú anh chị. Thì ở đây á anh Tiến có tất cả là 15 lô. Hai hướng khác nhau. Đây, mình sẽ quẹo ngay chỗ này. Nếu cô chú anh chị thích kênh Nhà Đất Việt Nam thì nhớ bấm thích rồi bấm đăng ký kênh để ủng hộ Tấn nha. Quẹo cặp bên hông của nhà này nè cô chú anh chị. Đi vô phía trong thì nhà cửa dân cư trong nữa kìa. Rồi, quẹo vô. Cái đường này gọi là sỏi đỏ ha. Đường điện nhà nước nè. Đây, những lô đất đang cần bán là bên phía tay phải nha cô chú anh chị. Trong khu đất này nha. Hiện tại là đang trồng mì nè. Thì phía bên đây á là có 10 lô. Rồi có 5 lô là quay mặt qua rừng cao su này nữa ha. Tổng cộng là 15 lô. Cái đường này nè là đường thông luôn. Đó, đường mặt tiền những lô bên đây là đường thông luôn. Đi ra là ngay đường nhựa kế bên công ty Hữu Đức Tây Ninh lúc nãy đó. Còn hàng xóm dân cư bên trong nữa nè. Rồi, Tấn sẽ kết thúc video clip này tại đây nha. Chúc cô chú anh chị mua được bất động sản như ý. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video.
nhớ bấm đăng ký để ủng hộ kênh. Liên hệ quay clip nhà đất, Zalo 0339 120 133.